Sắp tới này, tôi sẽ bổ nhiệm Quang làm giám đốc điều hành công ty. Còn tôi, vì sức khỏe, phải lùi về để làm cố vấn. Sao vậy chủ tịch? Chủ tịch bệnh hả? Chủ tịch có sao không? Cường là người hỗ trợ trong công việc cho Quang, cũng như mọi người trong hội đồng quản trị để giúp đỡ và chỉ dẫn cho Quang. Dạ, tụi con hứa với ba, tụi con sẽ cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của ba. Bình thường chỉ cần 2 phút là anh đã xem xong báo cáo. Sao bữa nay lâu vậy? Không lẽ có sai sót gì rồi? Dừng lại. Dạ thưa anh, tại hôm qua vợ bị bệnh nên là em phải làm hết công việc nhà, với lại phải vừa cho thằng con em ăn á, với lại em đang làm. Nên là bản báo cáo nó hơi sai sót xíu. Anh thông cảm nha, lần sau em hứa sẽ không còn gì nữa. Nhìn cổ con trẻ vậy mà đã có con rồi. Rồi bây giờ mình lên nè. Ủa anh, vụ sau này anh định tấn công sang thị trường dành cho trẻ em hả anh? Một số 1, hàng thứ 5, từ ngoài đêm vô, số thứ 3 thiếu dấu phẩy. Dạ, để anh nốt lại. Một số 1. Dạ đúng rồi, nó thiếu dấu phẩy thì được rồi. Dạ. Từ đây về sau, muốn làm công việc gì, làm việc cho nhà vợ xong đi hay làm. Đầu óc làm lúc 2-3 nhịp, hiệu quả công việc không có, hiểu chưa? Dạ. Chạy đi. Quả chủ tịch chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ bên cửa hàng Mai Hậu Mai xong bộ ô phục của anh rồi. Họ hỏi là anh có cần qua đó kiểm tra lại không? Nói vậy thôi chứ không biết ba tôi có chịu mặc không, hay ông mặc đồ của ông. Thôi cứ tới cửa hàng trước đi, về công ty sau. Dạ. Mình đã hứa giúp ba rồi, bây giờ phải nghĩ ra một cái lý do để đánh lạc hướng mẹ nữa. Trời ơi, chính là nó. Mẹ. Trời ơi, về rồi hả? Vô đây con. Nè, ngồi đi. Làm sao? Con theo dõi ba kết quả làm sao rồi hả? Mẹ ơi. Gì vậy? Đúng thiệt là con có nghe lời mẹ đi theo dõi ba. Xe của ba không phải đến công ty thì... Nhưng mà con phát hiện ra một chuyện. Là chuyện gì? Nói nhanh đi. Ba bị bệnh. Hả? Ba bị bệnh mà ba giấu mình mẹ ơi. Ba sợ mình lo nên ba âm thầm đi đến bệnh viện để mà truyền nước biển một mình đó mẹ. Trời đất ơi, sao ba con nghĩ gì lạ vậy hả? Dạ bởi con không biết làm sao nữa. Trời, ông. Ông về rồi hả? Nè, ông ngồi đi. Con rót nước cho ba đi con. Dạ. Ngồi đi ông. Trời ơi, mai mốt ông thấy không khỏe trong người thì phải nói một tiếng chứ. Người nhà không à, có gì đâu phải ngại. Mà nãy ông vô bệnh viện khám, bác sĩ nói tình hình ông sao rồi? Cũng không có gì đâu, ba cái bệnh lặt vặt của người lớn tuổi vậy thôi. Nhưng mà dù vậy cũng phải kỹ lưỡng mới được. Thôi, ông ngồi đây nghỉ ngơi nha, để tôi xuống dưới nấu miếng canh bổ cho ông ha. Nhớ bổ bổ nha mẹ. Bổ chi dữ à? Ôi, diễn hay quá nha. Con nói ba bệnh chi, làm ba diễn muốn chết luôn. Nói gì má con ba lo. Trời, ba có biết là chỉ trong vòng 2 giây con đã nghĩ ra được một lý do siêu xuất sắc không? Thông minh không? IQ vô cực đó. Với lại mình nói như vậy á thì mẹ mới có thể bỏ qua cái chuyện này một cách êm đẹp được. Bây giờ mình có cớ rồi, mai mốt mà ba có muốn đi đâu á hả, cũng không cần phải tìm lý do nữa. Vậy đó hả? Nhưng mà con nói gì, mẹ con ba lo tội nghiệp ba. Mai mốt muốn nói gì phải bàn với ba cho kỹ nghe không? Dạ, tuân lệnh ba. Ba đi lên ạ. Cẩn thận nha ba. Con lo cho ba lắm á. Yes, trời ơi, mình thông minh quá. Các dự án trình làng cho buổi tham quan
sẽ được lựa chọn dựa trên concept nội thất phong cách hiện đại, nội thất phong cách cổ điển với các chất liệu có giá thành phù hợp và thịnh hành nhất trong năm nay. Coi như tính tới thời điểm hiện tại thì các bước chuẩn bị coi như đã hoàn thiện. Bây giờ mọi người cứ tiếp tục triển khai. Chuyện còn lại thì giao cho Quang với Cường giải quyết. Còn bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Thời gian vừa rồi Quang đảm nhiệm rất tốt trong vai trò quản lý và điều hành, thu rất nhiều lợi ích về cho công ty chúng ta. Sắp tới này tôi sẽ bổ nhiệm Quang làm giám đốc điều hành công ty. Còn tôi, vì sức khỏe, phải lùi về để làm cố vấn. Sao vậy chủ tịch? Chủ tịch bệnh hả? Chủ tịch có sao không? Cường là người hỗ trợ trong công việc cho Quang, cũng như mọi người trong hội đồng quản trị để giúp đỡ và chỉ dẫn cho Quang. Dạ, tụi con hứa với ba, tụi con sẽ cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của ba. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng thời gian tới chúng ta giúp cho công ty mình càng ngày càng phát huy, càng ngày càng vươn xa, càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Giờ tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba, ba, ba. À, mọi người cũng đã nghe chủ tịch nói hết rồi đó. Kể từ bây giờ tôi và Quang sẽ đồng hành, sẽ quản lý và sẽ quyết định hết tất cả các dự án của công ty này. Tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ giúp đỡ Quang và tôi nhé. Ba quyết định đột ngột cho ba. Ba đã làm xong thủ tục nhượng quyền điều hành công ty lại cho con rồi. Ba tin là sắp tới con sẽ thay ba làm tốt công việc của công ty. Nhưng mà trọng trách nó quá lớn, con cần thời gian thích nghi với mọi thứ. Với lại lý do sức khỏe không phải lý do chính để ba dừng lại đúng không ba? Con còn lo nghĩ gì nữa? Ba đã từng tuổi này rồi, có những chuyện ba cần làm cho bản thân mình nhưng ba chưa làm được. Ba hy vọng là con sẽ ủng hộ cho ba. Chỉ cần là ước nguyện của ba, con sẽ luôn đứng về phía ba.